Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm cái video để giải đáp thắc mắc và chỉ cho các bạn một cái thủ thuật khá là hay. Nhiều bạn hỏi mình là khi cái ổ cứng của các bạn ấy mà nâng cấp lên ổ SSD đấy thì thường nó sẽ thừa ra một cái ổ HDD. Và các bạn không biết dùng để làm gì thì các bạn có hỏi mình là hai vấn đề. Một là cái ổ này có thể tận dụng được để làm gì hay không, và hai là cái ổ này có lên vấn đề hay không. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp cho các bạn hai vấn đề đấy. Thì trước tiên là cái vấn đề đó là có lên vất cái ổ này đi hay không, thì mình khuyên các bạn là không nên vất cái ổ cứng này đi. Tại vì một đó là nó có thể tận dụng lại được. Tận dụng như nào thì đợi sang cái đầu dòng thứ hai mình sẽ trả lời các bạn. Hai đó là ổ này chứa rất nhiều các thông tin cá nhân của các bạn, và nếu khi các bạn bỏ đi và không bỏ đi đúng cách, hoặc là cho không đúng người, có thể gây hiện tượng bị khai thác thông tin và rò rỉ các thông tin hình ảnh nhạy cảm GAVXYZ gì đấy trong cái ổ cứng của các bạn. Đấy, thì đấy là cái mình khuyên các bạn không nên bỏ đi. Và cái thứ hai nữa đó là cái ổ này có thể tận dụng được để làm gì không. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn biết đó là các bạn khi có bạn có ổ cứng HDD cũ này, các bạn chỉ cần mua một cái gọi là HDD box 3 2.5 inch. Bên mình bán rất nhiều với giá rất là rẻ, nó chỉ có hơn 100.000 cũng có, loại hơn 200 cũng có ấy. Thì khi các bạn có một cái box này, các bạn có thể biến cái ổ này thành một cái ổ cứng di động dung lượng rất là lớn, hay nói cách khác ấy, để lâu lai cho các bạn dễ hiểu ấy, đó là một cái USB dung lượng rất là lớn, lên tới vài trăm nghìn và giá rất là rẻ. Đấy. Thì các bạn ví dụ như các bạn có sẵn một cái ổ như này rồi, các bạn chỉ cần mua một cái box này thôi. Đấy. Còn đâu nếu như các bạn không có cái box này cũng không có ổ này, bên mình bán rất là rẻ, chỉ cần 200 nghìn trở lên là các bạn đã có một cái HDD 300 nghìn trở lên rồi, hoặc chỉ cần hơn trăm nữa là các bạn có thể mua được cái HDD box này nữa rồi, rất là rẻ thôi, cả combo chỉ vài trăm nghìn thôi. Ok, vậy thì cái box này thì sử dụng như thế nào? Đấy, thì như các bạn đã thấy ở đây thì là để sử dụng cái box này thì các bạn chỉ cần khi các bạn mua về, các bạn mở tháo ra mở ra thì các bạn sẽ được một cái box Otico, một cái box và một kèm theo một sợi dây cáp. Đấy. Thì để sử dụng các bạn chỉ cần trượt cái box này xuống này. Đấy. Thì khi các bạn được tháo ra, các bạn nhìn này, ở đây nó có một cái khe chân, thì các bạn nhìn ứng với cái khe chân của cái ổ cứng ấy. Đấy, thì hồi bé, từ bé lớn các bạn chơi xếp hình cũng chỉ để lớn lên ứng dụng những cái này thôi. Đấy, thì các bạn nhìn nó cứ khớp với nhau, các bạn đặt vào đây này, các bạn đặt vừa vào này. Đấy, sau đó các bạn đẩy nhẹ nhàng nó lên phát. Đấy, là nó sẽ khít vào. Đấy, sau đó các bạn tiến hành, các bạn trượt cái này lắp này lên, các bạn đẩy nó lại. Đấy, và sau đó các bạn cắm cái cáp này này. Thì cái cáp này nó có chiều của nó các bạn nhé. Các bạn cắm, các bạn phải lưu ý không cẩn thận là nó gãy. Đấy, các bạn chỉ cần cắm cái này vào, các bạn cắm cái cáp của nó vào, cáp này vừa cấp điện để và vừa lấy tín hiệu. Đấy, thì sau đó ok, thế là xong, 30 giây là lắp xong. Đấy, thì như này sau đó các bạn chuyển cắm cái đầu này vào trong máy tính laptop của các bạn là các bạn sẽ được một cái ổ cứng di động lên tới hàng trăm gb và rất là rẻ đấy, mà tận dụng lại được cái ổ cứng cũ của các bạn và không phí đi cái gì cả. Đấy, thì hiện tại bên mình bán những cái box như này rất, giá rất là rẻ thôi, nó chỉ có hơn 100 cũng có và loại 200 cũng có. Và nếu như các bạn muốn cả một combo như thế này thì bên mình cũng bán những cái ổ cứng bóc máy, như là bóc máy không bị bét, đấy, không xước, không lỗi lầm gì cả. Đấy, những cái ổ 250GB, 350GB giá rất là rẻ thôi, nó chỉ có 200.000 đến 300.000, đến những cái ổ 1T cũng chỉ có 300.000 một cái thôi. Nhiều con ổ bên mình nếu mà khuyến mại thì có thể bán những con ổ 1T với giá chỉ 300.000 một cái, chưa bao gồm bóc các bạn nhé. Thì đây, những cái con như ổ này của mình hiện tại đang sử dụng con này là mình cũng chưa nhìn thấy là nó bao nhiêu nghìn luôn. À đúng rồi, đây con này đang là ổ 1T. Con này đang là ổ 1T. Đấy, thì những con ổ 1T này bây giờ các mình bán cả bốc cả ổ luôn thì nó chỉ với có giá 400 nghìn thôi. Đấy, con chính ra là cái ổ này là mình bán là 250, còn cái bốc này là bán là 150. Đấy, rất là rẻ, và các bạn đã có một cái ổ 1T ra bay. Và mình đảm bảo với các bạn tất cả các ổ cứng mình bán ra đều là ổ nguyên zin và ổ bốc máy, không lỗi làm gì. Còn bốc thì là bốc mới 100% luôn. Đấy, bốc thì không bốc cũ, tại vì giá nó rất là rẻ thôi, nên mình sẽ, nếu các bạn cần thì sẽ xuất cho các bạn bốc mới dùng cho nó đảm bảo và rất là bền, biết là các bạn không để rơi, tại vì ổ HDD rơi là rất là nguy hiểm. Đấy, thì hôm nay mình đã giải đáp cho các bạn hai cái thắc mắc đấy. Thì các bạn sẽ tận dụng luôn được cái ổ cứng của các bạn thay ra khi các bạn nâng cấp SSD, vừa có cái để chứa dữ liệu và vừa đảm bảo về cái thông tin bảo mật ở trên ổ của các bạn, để các bạn đỡ phải cho đi hoặc là các bạn vứt đi. Nếu các bạn vứt được cái ổ đi, các bạn nên hủy nó hoàn toàn. Nếu mà mấy cái ổ cứng của các bạn mà nó có dữ liệu nhiều, nó quan trọng đấy, các bạn nên hủy hẳn nó đi. Đấy, chứ các bạn đừng cho người khác, là nó sẽ dễ bị lộ thông tin cá nhân, dữ liệu. Đấy, ok. Đấy, hôm nay mình làm video để chia sẻ các bạn thôi. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like để đăng ký kênh. Các bạn mua hàng hãy liên hệ với Zalo, Facebook của mình hiện trên màn hình.